Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Để tránh hiện tượng bị lừa đảo, mạo danh trục lợi bên Giang Trường Fishing, thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình nhé, 0961 932 218 và số điện thoại 0819 543 331, và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang. Đấy, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang. Đấy, bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác là không giao dịch. Đấy, không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dùng hai số điện thoại trên coi nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá, và giao dịch bằng hai số tài khoản. Đấy, một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng Agribank. Đấy, bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Fishing. Đấy, thì tất cả các video của Giang Trường Fishing sẽ được gắn cái video này ở phía đầu. Đấy, để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh, vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá. Các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen, thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên cái này em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Trân trọng cảm ơn các bác. Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay lên sóng cho các bác một số mẫu cần câu lục câu biển, câu lục câu biển nhé. Đấy. Tầm trung, tầm trung, tầm bình dân, vừa tiền, tập chơi. Nói chung những mẫu này là cho các bác dành tập chơi nhé. Tất cả đều là hàng sản xuất tại Trung Quốc hết các anh nhá. Kể cả mẫu nó ghi là Malaysia, Indo gì tất tần tật là đều sản xuất tại Trung Quốc hết. Nó nhanh. Nói cho vuông, cho tròn, cho sắc cạnh nó vuông như vậy. Chẳng phải liên doanh, liên ọ thì nó mệt người. Đấy, văn thơ thì nó là liên doanh. Đấy, lênh láng một tí nữa là hàng sản xuất tại Indo, Malaysia. Nói chung cái dưới 1 triệu rưỡi này thì các hàng này chỉ là hàng bình dân thôi. Hàng bình dân là tập chơi. Nhưng mà đánh khá ok để câu lục hoặc bạt biển. Đấy, đều chơi được. Đấy nha. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đây có mẫu rất là vừa tiền. Đầu tiên ta có mẫu SH Discovery 36. Đây, nó ghi cho tỏ tướng, sản xuất tại Malaysia này. Đấy, giá là 430.000 nhé. Giá 430.000. Dàn khuyên của nó là khuyên 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 khuyên. 6 khuyên nhé. Đấy. Màu đỏ, hiện tại em chỉ còn mỗi màu đỏ thôi. Dài 36 này. Đấy, giá là 430.000 nhé. Đấy, tiếp đến em có mẫu cũng SH Discovery 4m25. Đấy, 4m25 nhé. Đấy, giá chênh nhau có mấy chục thôi. Giá là 450.000. Giá 450.000 nhé. Đấy, 4m25 BXT. Đấy, bát Jinbo. Dàn khoen 6 khoen. Dàn khoen cũng 6 khoen. Khoen dẫn alo khá là to ấy. Tiếp đến vẫn còn một mẫu nữa, cũng vẫn là mẫu SH. Mẫu này mẫu SH đời đầu nhé. Em còn một cây duy nhất. SH Discovery 4m50 BXT. Đấy, còn một cây duy nhất nhé. Giá là 500.000. Giá 500.000. Còn một cây duy nhất này. Mẫu đời đầu. Đấy, cũng vẫn 6 khoen nha. Bắt máy của nó là bắt máy Dejui S7, Dejui S7 nha. Màu trắng, màu bạc. Đấy, tiếp đến em có mẫu Super Pro CX 425 4m20. Cho các bạn nào thích nhẹ mà ngọn khá là lẩy nha. Đây. Đấy, dài 4m25.
giá là 530.000, giá 530.000. Đấy, Super Pro CX425 CX25420. Đấy. Gamma 2 nhé, Gamma 2 nhé. Tiếp đến là em có mẫu Commando. Đấy, Commando USA. Đấy, Commando USA. Bốn năm ba mươi sáu. Vầy rồng vầy rắn này, toàn thân. Phát máy là Zinbo. Đấy, phát máy Zinbo. Giá là 630.000, giá 630.000 nhé. Carbon của bác, hai da ba da của bác đây. USA Commando 4536. Đấy, tiếp đến là có mẫu Commando, USA Commando 4539. 4539. Đấy. Giá là 640.000. Giá là 640.000 nhé, 640.000. Đấy. Tiếp đến là tao có mẫu mẫu tiếp theo tao có mẫu Commando. Đấy. USA Commando 45420, 45420 nhá. Đấy. Dàn khoen của nó là dàn khoen đen. 6 khoen. Giá là 650.000, 650.000. Đây là mẫu dài nhất đang có, 650.000 nhé. Còn tiếp đến là có mẫu cao hơn một chút. Đó là mẫu Shimano Summiter 450 BXT. Đấy. Part máy Fuji. Đấy, khoen Fuji. Đấy, part Fuji, khoen Fuji giá 1.350.000. Màu xanh ngọc giá 1.300, hay gọi màu xanh trắng được. Giá là 1.350.000. 450 BXT. Dàn khoen đi với dàn khoen Fuji. Đấy, cũng Fuji luôn. Còn tiếp đến bên em có hai mẫu ba khúc, đều là hàng mới nhá. Anh em đánh bạt biển được đây này. Phát máy này là rất phù hợp với người Việt Nam đánh bạt biển này. Không quá cao mà cũng không quá thấp này. Đấy, tay cầm này, bọc cao su này. Đấy, phát máy đây. Để anh lém cho nó hợp. Đấy, thì cũng part là part Fuji. Part Fuji nhé. Khoen cũng khoen Fuji. Đấy, part Fuji, khoen Fuji. Đấy, mẫu màu đỏ này là mẫu Sub Geyser. Đấy, Sub Geyser. Giá 1 triệu nhé. 425 BXT. 425 BXT. Đấy, cho bác đánh bạt biển thoải mái đi. Khá ngọn, khá là to và cứng. Ngọn khá là to và cứng. Nó là hàng bình dân mà bác. Đấy, hàng bình dân. Ngọn khá là to và cứng nhá. Đấy. Hàng bình dân mà. Đấy. Vừa tiền. Sub Geyser 425 BXT nhá. Giá 1 triệu. Giá 1 triệu nhá. Còn tương tự bên này ta có mẫu màu xanh. Đấy. Ta có mẫu màu màu xanh các bác nhá, màu xanh. Đấy. Gọi xanh ngọc cũng được. Đây. Cũng là mẫu này cũng là part máy Fuji. Khoen cũng Fuji. Đấy. Khoen cũng Fuji nhá. Đây, khoen cũng Fuji. Mẫu này là mẫu Summiter 425 BXT. Đấy, Summiter. Shimano Summiter 425 BXT. Còn mẫu kia là mẫu Shimano Sub Geyser. Nói chung là hàng này hàng bình dân thôi. Cho anh em đánh bạt biển thoải mái này. Đấy, tay cầm khá là cao này. Đấy, đấy. Đánh nục cũng được. Đánh nục, đánh bạt biển đều chơi được. Giá 1 triệu vừa tiền nhá. Đấy, đấy là các mẫu cần bình dân. Đấy, bên em đang còn hàng. Rồi, dành cho các cầu lục, lăng xê, bá tiêu. Đấy, đều được các bác nhé. Đấy. Đấy nha. À, quên mất, còn một cái mẫu bá tiêu nữa. Các bác xem nốt này.
Đây. Em còn một cây xem nào, không phải không? À đây. Ở đây em còn mẫu Supro BX BT 30 36 này, chưa hết mẫu này. Đấy. Từ. À, cái mẫu này thì em giới thiệu ở video sau đi nha. Video sau em sẽ giới thiệu các mẫu với bác. Còn một vài mẫu nữa em quên, chưa xem hết. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video. Đó, hoặc là trên tiêu đề ấy, hoặc là phía đầu video em cũng để số điện thoại nhé. Bác nào cần thì alo cho em nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video.